Hello mọi người, đã trở lại với kênh của mình ha. Tiếp tục hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem về một cái mô hình là trồng bầu bò đất. Nhưng mà mình sẽ nói nhiều hơn về cái vấn đề là cắt ngọn trên bầu ha, để cho bầu của mình các bạn nó tập trung nó nuôi trái. Thì trồng bầu này thì thông thường thì người ta sẽ bấm ngọn là từ 2 cho đến 3 lần ha, tùy chủ thôi. Nhưng mình ở đây thì mình sẽ là bấm ngọn là 3 lần. Thì ở cái lần thứ nhất là khi mà bầu của mình các bạn mà nó bò ra được đâu là 6-7 lá thì mình sẽ bắt đầu là mình cắt ngọn cho nó ở cái lần thứ nhất. Ở lần thứ nhất này thì mình sẽ là mình tập trung là mình lấy chèo ha. Thì nếu như là bạn nào mà sau này mà muốn bán ngọn nhiều á thì chúng ta sẽ lấy là từ 4 chèo. Còn nếu như là chúng ta chủ yếu là tập trung mà nuôi trái thôi đó thì chúng ta sẽ lấy là 3 chèo ha. Và cái khoảng cách mà để trồng trên cái bầu này các bạn là 5 tấc. Đặng sau này á, là những cái chèo của nó bò ra thì nó được rộng rãi ha, và nó quang hợp được tốt hơn. Còn nếu như là các bạn trồng mà nó chằng chịt quá thì trái nó sẽ không có đẹp và mình đi chỉnh dây nó rất là khó luôn. Thì đó là cái cơ thứ nhất để mình bấm ngọn cho cái bầu. Và cái cơ thứ hai để mình bấm ngọn cho bầu các bạn mà khi bầu của mình á mà nó ra được những cái trái bằng cái ngón tay út ha, thì mình sẽ bắt đầu là mình bấm ngọn cái lần thứ hai cho nó để cho nó tập trung mà nó nuôi trái. Nếu như là các bạn không bấm ngọn ha thì những cái ngọn chèo các bạn thì nó cứ trường bò á, mà cái phân của mình á mình tưới cho cái bầu của mình á là nó không có đủ dinh dưỡng để nó nuôi cái trái, thành ra cái trái của mình á nó rất là èo luôn, thậm chí là nó bị vàng và nó bị rụng. Và đó là một trong những cái nguyên nhân là bầu của mình mà nó bị rụng ha. Thì bầu rụng á thì nó có nhiều nguyên nhân lắm. Thứ nhất á là nó thiếu phân nó cũng bị rụng nè, vấn đề nó bị cái con ruồi vàng các bạn nó cũng chích vô nó cũng bị rụng nữa. Nói chung là nhiều nguyên nhân. Đây mình quay tiếp cái mô hình mà hôm bữa mình quay cho bạn xem nè, cái mô hình trồng bầu ở trên nền đất thạch ha. Ở đây thì nó đang ra trái các bạn, thì mình cũng đã bấm ngọn cái cơ 2 cho nó rồi. Còn cái cơ 3 thì bạn nào mà muốn bấm thì ở đây nè, thì khi mà các bạn mà cắt cái trái ở cái lần thứ nhất thì bạn bấm ngọn cho nó nha. Đó thì cái đó là 3 lần thôi chứ bạn không có được bà bấm lọn bấm ngọn mà nó nhiều lần quá. Nếu như là chúng ta bấm ngọn nhiều lần quá các bạn thì những cái ngọn chèo ở trên những cái chèo nữa thì nó sẽ mọc ra và nó không có đủ dinh dưỡng mà nó nuôi trái sau này ha. Nó không có ăn dai được. Thì trồng bầu bò đất á, thì thông thường thì nó sẽ ăn dai hơn là trồng bầu ở trên vàng nha các bạn ha. Cái lý do là ở trên những cái tán chèo á, là nó đều có rễ mà nó để nó mọc ra ha. Và cắt bầu ở đây á, thì các bạn có thể là cắt khoảng đâu là cái ngọn bầu của mình á, là khoảng đâu là một gang tay nha các bạn. Để bạn lấy cái ngọn bầu á, là mình bán ha. Thì giá thông thường á, là giá sỉ là 15.000 một ký. Còn đối với cái giá lẻ là 20.000 một ký ha. Đối với cái ngọn bầu của mình là mình bán được nha các bạn ha, chứ không phải là bán trái không đâu. Thì bầu á, thì thời điểm này thì cũng là 10, 11, 12 ngàn một ký là cắt tại vườn nha các bạn ha. Cái thời điểm này thì nó rất là mắc, nhưng mà cũng hên xui á, có khi á, bầu mình nó chỉ có là 2-3 ngàn một ký thôi. Nói chung là trồng bầu này thì cũng hên xui nha mọi người. Nói chung là trúng giá thì ngon, còn nếu như là không trúng giá thì chúng ta không có lời ha. Tại vì phân phướng bây giờ thì nó cũng mắc, một bao mà DAP bây giờ thì cũng đã 1,5 triệu rồi, còn băng phao ure thì nó cũng đã cả triệu nha các bạn, chứ không có rẻ đâu. Nói chung là trồng này thì anh em cũng cân nhắc ha. Ví dụ như mà sau này mà anh em thu hoạch cái bầu mình thấy mà có giá thì anh em cứ vô phân cho nó ha. Nói chung là mình vô phân nó đặng cho nó ăn dai. Còn nếu như là anh em mà không vô phân thì nó sẽ không có dai ha. Thì mình nói thêm về cái phần phân nè. Thì bầu của mình á, ở cái giai đoạn đầu á, thì các bạn có thể là các bạn bón những dòng phân cơ bản, ví dụ như là DAP hoặc là 30-10-10 là được ha. Nhưng mà đến khi mà nó đã ra trái rồi đó thì các bạn là bắt buộc là các bạn phải tưới là cái dòng phân là 20-15, cái dòng phân mà có kali ha, để giúp cho nó sinh thực được hiệu quả. Nếu như là các bạn mà không tưới kali á, cây của mình á, nó ra trái rất là dở luôn, thậm chí là các bạn là phải cộng thêm là thằng canxi bo ha, để cho cái dây bầu của mình các bạn là trái nó đẹp ha. Thì đó là cái kinh nghiệm của mình về cách cắt ngọn cũng như là cách bón phân ở trên cái dây bầu ha. Còn về xịt thuốc nè thì mình cũng nói thêm ha. Thì các bạn có thể là xịt thằng Radiant ha, để bạn phòng rất là nhiều cái loại bệnh luôn, ví dụ như là sâu xanh nè, thậm chí là rầy luôn nha các bạn ha. Còn rầy thì chiên của nó thì các bạn có thể là sử dụng thằng chết thái ha, hoặc là thằng chết trắng cũng được. Nói chung là đó là những cái dòng thuốc xịt rầy. Còn đối với mà bầu của mình á, mà trong cái giai đoạn mà nó ra trái phải không, mà ở trên nó là cái trái của nó là nó màu xanh, còn ở dưới là nó màu trắng, có nhiều bạn hỏi mình á, mình cũng không có trả lời kịp á. Cái nguyên nhân các bạn là các bạn không chịu lót rơm. Ở đây mọi người xem cái mô hình của mình đang trồng nè, là mình lót rơm nha. Nó chúng ta phải lót rơm, tại vì khi mà mình tưới nước các bạn thì cái độ ẩm ở dưới đất của mình nó có, mà khi mà nó có cái độ ẩm như vậy á, thì cái màu xanh của cái trái bầu ở bên dưới các bạn là nó sẽ không có xanh ha, mà nó sẽ là màu trắng ha. Do đó thì các bạn phải lót rơm.
ở cho nó tránh đi cái độ ẩm của đất á các bạn. Thì cái dây bầu của mình á là nó trái nó màu xanh đều đẹp ha. Thì nhiều bạn hỏi mình á thì hôm nay thì mình quay cái mô hình này mình trả lời cho bạn luôn. Thì cái mô hình này mình đang trồng cặp bò sông ha. Ở đây thì mình sợ nó bò ra sông các bạn, ở đây thì mình có làm cái lưới mình chống lên để cho nó bò lên nha các bạn. Thì nãy giờ thì mình cũng chia sẻ cho bạn số kinh nghiệm vậy, thì bạn nào thấy hay thì hãy cho mình một like ha, cũng như là các bạn ấn theo dõi kênh của mình nha các bạn. Đợt này thì đang chia sẻ về rau màu, nhưng mà từ tháng 6 á âm lịch nha các bạn ha, thì mình bắt đầu mình trồng sống đời, thì mình sẽ chia sẻ về hoa Tết rai rai. Nói chung là qua Tết này thì đất trống thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về rau màu ha, nói chung là trồng này trồng kia với các bạn. Rồi thì các bạn có câu hỏi gì thì cứ bình luận bên dưới video của mình ha, thì mình trả lời cho các bạn luôn. Thì thấy các bạn cũng nhắn tin hỏi nhiều, ví dụ như là các bạn hỏi mình về cái thời vụ của bầu á, cũng như là cái thời điểm nào trồng được tốt nhất, thì ở đây thì các bạn cứ canh cho mình những tháng nắng các bạn trồng ha là ok. Tại vì trồng rau màu này á, là tháng nắng thì nó sẽ hiệu quả hơn, ít bệnh hơn. Còn nếu như là các bạn mà trồng vào những tháng mưa thì cũng được, nhưng mà nó sẽ bệnh nhiều ha. Ví dụ như là sương mai nè, sương mai trên bầu nó nhiều lắm nha các bạn ha. Các bạn trồng vào tháng mưa là sương mai á, dữ lắm, các bạn phải biết thuốc các bạn xịt. Như mình ở đây thì xịt Cariotop ha, hoặc là thằng Mad Hero của công ty Máy Ba Cibit á, thì nó rất là hay luôn. Còn phòng lỡ cổ rễ là mình ở đây thì mình xài là ALS hoặc là Rirumin. Cái này là mình áp dụng trên bông nhạn thọ luôn á. Hồi năm rồi mình chia sẻ bông nhạn thọ, mình hay chia sẻ cho bạn những cái dòng thuốc này đó. Thì bầu bí thì nó cũng là như vậy nha các bạn ha. Nói chung là những cái dòng lá nhám á, thì chúng ta là hạn chế những dòng thuốc mà dạng nhũ dầu thôi. Nhưng mà đối với bầu này á, thì chúng ta cũng có thể là sử dụng ha. Nói chung là EC với liều lượng thấp thôi, ví dụ như là 125 EC trở lại á, thì các bạn có thể là dùng khỏe. 330 EC thì các bạn mà xịt lên á, là nó sẽ bị cháy rìa lá nha. Bầu của mình nó sẽ cháy rìa lá. Mà khi mà nó cháy rìa lá vậy thì các bạn có thể là dưỡng lại thằng cơm cát hoặc là thằng Atunit nha các bạn. Đó. Đó thì hôm nay thì chia sẻ với mọi người về cắt ngọn cũng như là một số loại thuốc cũng như là cách bón phân về kỹ thuật cơ bản của mình ha. Chia sẻ với mọi người vậy. Mọi người like cho mình một like nha. Rồi bây giờ thì mình cũng xin được kết thúc video nha. Mình xin chào.